ơn các bạn đã quay trở lại với Comment Bomb, nơi cập nhật tin tức và cái nhìn của người Hàn. Trong thực tế, Anne E. Mat, mùi vị của người vợ, đài TV Chosun tập 77 đã ghé thăm Việt Nam để ghi hình và cụ thể là rừng dừa bảy mẫu Hội An. Gia đình Ham So-hoon đã tạo một tràng cười sảng khoái cho người xem khi quậy hết mình cùng những anh chàng Việt Nam vô thống trên sông. Tay đồ mạnh quá nên rất cái bịch từ buồn cười thì hết hồn. Thịt chết rồi một hồi mới nói luôn, buồn cười lắm, muốn rách bụng luôn. Như thông lệ hàng năm, đại hội thể thao dành cho giới thần tượng Idol Star Athletic Championship, hay các bạn thường biết đến với cái tên là ISAC, đã trở lại nhân dịp Tết Nguyên đán 2020. Đại hội thể thao lần này có hơn 200 thần tượng tham gia và được ghi hình vào ngày 16 tháng 12. Có 7 nội dung thi đấu chính bao gồm điền kinh, bắn cung, đấu vật Hàn Quốc, ném bóng, rút lân lưu, thể thao điện tử và cưỡi ngựa. Show sẽ được phát sóng vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết là ngày 25 và 26 tháng 1. Tuy nhiên, khi mà chương trình còn chưa được lên sóng, một sự cố không hay đã xảy ra khiến cho các fan K-pop và dư luận Hàn Quốc đồng loạt nổi giận. Trong buổi ghi hình ISAC, khi các thành viên nhóm Luna đang đứng nói chuyện, một nhân viên nam đã có hành động rất thô lỗ khi nắm và kéo tóc Chu để gọi cô đi phỏng vấn. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng fan của Luna đã bắt đầu trend hashtag Ayukte Sutepu Sakwahe. Thằng điên này sao mà dám nắm đầu kéo, muốn chết à? Có cần thiết đến mấy mà nắm tóc kéo ngược như vậy cũng sẽ khó chịu. Ở nơi có bao nhiêu con mắt đang nhìn mà còn dám làm vậy, không biết nơi không có người thì gọi kiểu gì nữa. Hashtag còn có thời điểm vươn lên dẫn đầu top trend Twitter tại Hàn Quốc. Đỉnh điểm là ngày hôm sau trên trang web của ISAC xuất hiện một lời xin lỗi được cho là từ nhân viên nam trong câu chuyện. Tuy nhiên lời xin lỗi này chỉ khiến cho người hâm mộ tức giận hơn thay vì xoa dịu họ. Họ có cảm giác như ban tổ chức đang cố ý đổ lỗi cho các thành viên Luna trong tình huống này. Ngày này 2 năm trước, một thiên thần đã rời khỏi thế gian. Lá thư tuyệt mệnh của anh để lại khiến cộng đồng fan trên toàn thế giới phải suy ngẫm về căn bệnh trầm cảm. Hai năm sau, người ta vẫn nhớ về anh như một thiên tài âm nhạc. Ngày hôm nay cùng tưởng nhớ đến Jung Hyun và những gì anh đã để lại cho nền âm nhạc K-pop.